Ứng dụng laser Quang Đông trong can thiệp trước sinh. Laser Quang Đông là một kỹ thuật của phẫu thuật nội soi can thiệp vào buồng ối dưới sự kiểm soát của siêu âm. Hầu hết các ca phẫu thuật được thực hiện dưới gây tê tại chỗ. Khi đã xác định được đường vào, phẫu thuật viên sẽ thực hiện rạch 3mm để đưa ống kim loại nhỏ vào buồng ối của thai nhận, hút 20ml nước ối để gửi cho các nghiên cứu về di truyền học và vi trùng học. Ngay sau đó, phẫu thuật viên luồn ống kính nội soi có gắn sợi laser vào trong buồng ối. Các mạch máu được nhìn thấy trên bề mặt của nhau thai sẽ được phân tích và tất cả các mạch nối sẽ được đốt bằng năng lượng laser. Phẫu thuật này thường kéo dài trung bình 15-20 phút. Từ tháng 10 năm 2019 đến nay, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phẫu thuật hơn 60 ca can thiệp laser Quang Đông trong y học bào thai và thu được những kết quả cao. Việc triển khai thành công kỹ thuật can thiệp bào thai sẽ mở ra một trang mới trong sản khoa. Các bác sĩ không ngồi thụ động chờ đợi diễn biến bào thai trong tử cung trước đây rồi chờ sản phụ sinh con mới can thiệp cho thai nhi. Mà giờ đây, chúng ta đã chủ động coi thai nhi là bệnh nhân. Các bác sĩ phải chữa bệnh cho bệnh nhân đó khi có bệnh. Can thiệp bào thai là kỹ thuật hiện đại nhất trong lĩnh vực y học bào thai hiện nay, có thể can thiệp được ở hầu hết các cơ quan của bào thai, thậm chí cả não, tim, màng phổi. Các thai nhi nhỏ tuần thai giờ đây đã có cơ hội được chào đời khỏe mạnh thay vì phải chấp nhận đình chỉ thai sản như trước. Với kỹ thuật hiện đại, nếu phát hiện sớm các dị tật và bất thường của thai nhi, các nhân viên y tế có thể cứu chữa được các bệnh lý phức tạp, nguy hiểm với tỷ lệ thành công tới 90%, hạn chế các ca tử vong đáng tiếc, giúp trẻ sinh ra không còn bị dị tật, phát triển bình thường. Kỹ thuật này đã được triển khai thành công can thiệp cho sản phụ bị thiểu ối, đa ối, sản phụ gặp hội chứng chuyển máu song thai. Riêng đối với hội chứng chuyển máu song thai, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, nếu như trước đây, khi bệnh viện chưa thực hiện được kỹ thuật laser Quang Đông, thì những thai nhi có cơ hội chuyển máu song thai sẽ có nguy cơ tử vong cao. Bởi các em bé khi đã mắc hội chứng này, sinh ra sẽ bị dị tật rất nặng, thiểu năng trí tuệ hoặc chết lưu trong tử cung người mẹ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh cũng cho biết, trong tương lai, ông rất mong muốn Việt Nam có hội y học bào thai là địa chỉ để phối hợp với các cơ sở cùng triển khai kỹ thuật này khi đủ điều kiện, giúp cho bệnh nhân được can thiệp kịp thời, cứu sống bào thai.